Câu số 6. Lấy 3 thí dụ về phản ứng hóa hợp là phản ứng oxy hóa cực và 3 thí dụ phản ứng hóa hợp không phải là phản ứng oxy hóa Lấy 3 thí dụ và phản ứng hóa là phản ứng oxy hóa và cũng lấy 3 ví dụ mà phản ứng hóa hợp không phải là phản ứng oxy hóa cực. Thế để trả lời câu hỏi này thì thầy nhắc lại các em một tí, cái phản ứng hóa hợp là cái gì? Đó là cái phản ứng hóa học các bạn. Đấy, nhưng người ta gọi là ở đây người ta gọi là phản ứng hóa hợp đây có nghĩa là hợp nhất lại. Phản ứng hóa hợp là những cái phản ứng hóa học mà trong đó nhiều chất tác dụng với nhau để tạo thành một chất. nhá nhiều chất ta viết tổng tắt như vậy thôi để tạo thành một chất, đó là phản ứng mà nhiều chất tham gia phản ứng tạo thành một sản phẩm. Đấy, ta viết tắt là nhiều chất tạo thành một chất. Vậy bây giờ lấy ví dụ ba ví dụ mà phản ứng hóa học là phản ứng oxy hóa cực. Ba ví dụ phản ứng hóa học cũng là phản ứng oxy cực. Tốt nhất các em hãy chọn những cái phản ứng mà từ đơn chất ấy, kết hợp với nhau tạo thành hợp chất. Vì sao? Trong đơn chất ấy, thì chắc chắn số oxy hóa của nó bằng không. Khi kết hợp trong hợp chất ấy, thì chắc chắn số oxy hóa của nó phải khác không. Đúng không? Thế thì nó như thế chắc chắn đảm bảo cho chúng ta có sự thay đổi về về số oxy hóa nên nó phản ứng oxy hóa cực nhé. Thứ nhất đây chúng ta cho phản ứng của sắt cộng với oxy để tạo thành sắt oxy chẳng hạn, phải không? Rồi chúng ta cũng có thể xét đến cái phản ứng của hydro cộng với oxy rất đơn giản để tạo thành gì? Để tạo thành nước. Rồi em xét đến cái phản ứng thứ ba là phản ứng giữa natri kim loại natri cộng với khí clo tạo thành muối natri và nó luôn. Tiếp nhận thấy ba cái phản ứng này này, sắt đang có số là không sang hợp chất nhé, oxy đây cũng có số là không phải sang hợp chất nhé, NaO oxy có số là A, nó ở nhóm 2A mà số chủ đạo là nó nhận thì hay sắt sẽ được đường hai em số xóa là còn hai cái có sự thay đổi số xóa đâu. Các cái hợp chất này hydro nó là không, oxy cũng là không, trong hợp chất oxy là âm, hai hydro là cộng một, ở đây nó khi là không đơn chất mà clo cũng đang là không, sang hợp chất nó đi vào đâu luôn, clo là âm một, sau nó nhận thêm một em nó đi nhiều cái một em số xóa là cộng một. Vậy đây đều là những phản ứng oxy hóa cực nên nó có do nó có sự thay đổi về số xóa. Ta sang cái ý tiếp theo này, ta cần phải lấy ba ví dụ mà phản ứng hóa học lại không phải là phản ứng oxy hóa cực. Từ nhiều chất kết hợp với nhau tạo thành một chất. Vậy tốt nhất đấy em chọn những cái phản ứng mà hóa hợp, tức là kết hợp từ nhiều hợp chất để tạo thành một hợp chất mới. Thầy lấy ví dụ chúng ta có SO2 này cho cộng với cộng với nước thì tạo thành gì? Tạo thành acid H2SO3 acid sugar nhé. Khi oxy thì số âm 2, âm 2 nhân với 2 này âm 4 thì lưu huỳnh đây sẽ phải là dương 4, nước thì oxy âm 2 hydro cộng 1 ta khóa quen thuộc rồi. Trong hợp chất này oxy âm 2 hydro cộng 1 và ta dễ dàng tính được là cộng 1 nhân với 2
2 là 2 cộng với âm 2 lên đến 3 là âm 6 cộng với 2 là âm 4. Vậy thì cái này sẽ phải là dương, lưu hình phải là dương 4 đó. Thế nên thế ở đây chẳng có sự thay đổi số xoắn cả. Đấy là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là em có thể cho canxi oxit nhé cộng với nước tạo thành gì, tạo thành canxi hydroxit. Đấy, tương tự như trên em tính số xoắn của từng nguyên tố về dễ dàng nhận thấy là nó không thể có sự thay đổi. Hoặc là em có thể cho cái phản ứng của canxi oxit hay là của cái oxit CO2 chẳng hạn, hay là của chúng ta lấy cái phản ứng của một cái oxit nó đi chẳng hạn, natri oxit cho cộng với nước để tạo thành natri hydroxit. Thì đây là ba cái phản ứng hóa học mà dễ dàng chứng minh được rằng là nó không có sự thay đổi về số xoắn.